Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại làm video về con máy Samut 888M. Nhưng mà hôm nay là video này sẽ khác. Video không phải là hướng dẫn để anh em chỉnh máy hay là test máy, mà sẽ là video hướng dẫn anh em chọn được một con kích đánh bộ thật là ngon và hiệu quả, hoặc là một con kích đánh thuyền thật là ngon và hiệu quả. Đấy, anh em mua kích thường hay hỏi là máy bao nhiêu phép, đấy máy chạy bao nhiêu phép. Đấy thì mình nói luôn là cái số phép, nhiều phép hay ít phép nó không quan trọng. Đấy, quan trọng là cái phần tụ đầu ra này, đấy, và tụ băm này, và cái biến áp và cách lái phép của nó sẽ như thế nào để cho con máy nó tận dụng hết công suất của cái dàn phép, và con máy nó cho ra công suất khỏe và tần số cao. Đấy, những thông số để anh em đi chọn mua máy kích này: thứ nhất, tụ đầu ra có mấy con và tụ nó xài bao nhiêu mi. Đấy, tụ nó xài số mi càng lớn thì số mi và số vôn càng lớn thì tụ nó càng khỏe, thì máy nó càng khỏe. Đấy, ví dụ nhá, anh em hỏi là cứ tưởng là thường thường anh em đi mua kích thì cứ tưởng là máy càng nhiều phép thì là càng khỏe, đúng không ạ? Mà mình bán cái Samut 888M này, đấy, bán giá còn đắt hơn những cái con máy 14 phép. Đấy, đắt hơn những cái con 14 phép, đắt hơn những cái con 10 phép. Nhưng anh em hỏi là sao lại máy 8 phép lại bán đắt hơn, đúng không ạ? Thì anh em không thể nói là số phép bao nhiêu để anh em lựa chọn chọn giá tiền được, mà cũng không, cái số phép không thể nói lên giá tiền của một con máy được, mà nói lên một con máy có giá trị là máy nó đánh tốt như nào và nó bền như nào, những cái chế độ bảo vệ của máy nó như nào. Mình nói luôn là trên mạng có những cái video họ quảng cáo là họ bảo là máy có thể đánh chập vợt được, nhưng mà mình nói luôn là về nguyên lý thì kích điện tử không nên chập vợt. Đấy, nếu mà kích cá điện tử mà chập vợt nhiều ấy thì nó sẽ rất là hại máy, và nó thứ nhất là nó hay chết những cái con SCR. Đấy, nên là để anh em thấy nhá, còn người ta test cho anh em thấy là chập vợt trước cái video của họ đồng ý, mình cũng có thể test được, đúng không? Mình test trực tiếp cho anh em thấy ở trên video một hai lần, không sao. Nhưng mà nếu mà chập nhiều nhá, mình cam kết là chắc chắn nó sẽ hỏng luôn, chứ không phải là anh em cứ hỏi là kích nó có chống chập vợt hay không. Mình nói luôn nhá, máy kích điện tử là không thể chập vợt được, chập nhiều là nó sẽ hại máy và nó sẽ nhanh hỏng. Đấy, không có gì là bền mãi mãi được. Họ quay video ấy, họ chỉ lừa các bạn thôi. Tại vì họ đánh vào cái tâm lý của khách hàng là máy cứ phải có chống chập vợt. Đấy, nên họ quay video như thế để họ bán hàng. Họ có thể họ cắt ghép những cái video ở trên mạng, có rất nhiều người cắt ghép những cái video là máy, khi họ quay máy một đằng nhá, nhưng mà lúc họ quay video đi đánh máy thực tế là những cái video họ cắt họ ghép, họ lấy video ở máy cơ, máy kích cơ các loại để họ ghép vào để họ bán hàng cho anh em thôi, họ lừa anh em thôi. Còn khi anh em mua hàng về, anh em đánh bảo ô sao video nó quảng cáo hay thế mà đánh nó lại không ra gì, đấy là thực chất là bạn không tinh ý, bạn không xem rõ. Đấy thì là bạn bị lừa ở chỗ đấy. Người ta sẽ bán xong và người ta sẽ phủi tay. Đấy, nhưng mà bên mình thì sẽ không làm như thế. Mình nói con máy nào đánh tốt là nó sẽ đánh tốt, và mình nói con máy nào đánh ngon là nó sẽ ngon, chứ không phải là cái con máy mà nó đẻo đẻo đánh rô phi nó yếu mà mình bán xong là mình thôi, mình bán xong là mình cần muốn các bạn quay lại với mình. Đấy, nên là mình nói rõ cho anh em hiểu là như thế. Tại sao cái con Samut này nó lại đắt? Đấy, vì nó cho ra cái công suất rất là lớn và đánh cá rất là hiệu quả. Cá nó bật này và nó không chạy, ví dụ đánh rô phi nó không chạy. Nhưng anh em mua những con 14 phép nhá, đánh về 14 phép của tàu, ví dụ những cái con như thế này, đúng nhỉ? Đây, ở đây có một con máy hỏng đi, những cái con đây, cái dàn phép như này, máy như này, kiểu như này, 14 phép, 10 phép công suất, 4 phép chống ngược cực. Đấy, những cái con máy kiểu như này về đánh
nó cũng được rô phi nhưng nó sẽ không bao giờ nó bằng con Samut 8M này, nên anh em đừng có so sánh về giá tiền. Quan trọng anh em lựa một con máy ấy, mình bỏ một lần tiền ra mua đánh nó ưng ý là được, không phải mua con máy khác lần hai đấy. Ở đây có những cái con Samut như kiểu Samut Samut 3000G chẳng hạn. Đây, Samut 3000G. Đây. Quay cho anh em thấy luôn. Đấy. Samut 3000G đây. 12 feet, tại sao nó lại có giá đắt? 12 feet hơn 5 triệu. Bên mình đang bán hơn 5 triệu nha. Tại sao giá nó lại cao? Anh em đừng có hỏi là bao nhiêu feet, đấy, bao nhiêu feet là tính bằng tiền. Nhưng mà thực chất một con máy nhá, là anh em phải xem cơ về cái phần công suất nó đánh cá như nào, đấy là hiệu quả người ta định giá con máy, và người ta tính tính con máy là nó hiệu quả ở chỗ đó, chứ không phải là cứ tính số phép là tính tiền nhá. Mình sẽ làm một video test qua cái con Samut 8M này cho anh em thấy độ mạnh và những cái chế độ của nó từ bam sung đến đấy, anh em nghe đảm bảo thích luôn. Có rất nhiều anh em gọi điện hỏi mình là sao anh bán máy 8 phép lại bán hơn 1 triệu đấy, nhưng mà anh em đâu có hiểu được đâu. Nói chung là anh em thích mua cái kiểu tiết tiền, cái kiểu những cái kiểu rẻ tiền, mình cũng có thể cung cấp những cái kiểu rẻ, loại máy rẻ tiền cho anh em, nhưng mà đánh nó sẽ không được ưng ý. Những cái con máy đắt tiền mà đánh nó sẽ rất là ưng ý. Mình nói qua như vậy. Ví dụ những cái con máy mà nó xài 4 tụ. Đây, những cái con máy mà nó xài đây. Nó xài những cái tụ 450V, 330mm này, với cả những cái con máy 450V, 220mm thì chắc chắn những cái con máy này nó có tụ này, đầu ra nó sẽ khỏe hơn những cái con này. Tụ này ví dụ vậy, anh em phải xem những cái tụ đầu ra của nó. Ví dụ nó có 4 tụ này, nó nối tiếp nhau thì nó sẽ khỏe hơn 2 tụ, ví dụ vậy. Nói chung là anh em phải xem con máy và anh em phải hiểu biết về cái phần tụ băm và cái tụ nguồn ra và cái biến áp. Đấy, cách nó lái như nào thì anh em mới biết được cái công suất của con máy như nào đấy. Để chọn một con máy ngon ấy, anh em cứ nhìn cái phần tụ đầu ra bao nhiêu mi và bao nhiêu tụ đầu ra, có mấy tụ băm, xài tụ băm bao nhiêu mi đấy, là con máy là anh em đã chọn được một con máy chuẩn tầm 80% rồi. Còn cái cách lái phép của nó nữa đấy, con này sử dụng bo MCU của Samut đấy. Máy thì mình bán máy chính hãng nên anh em không phải lo, mình sẽ bảo hành 1 năm cho anh em đấy. Hỏng hóc anh em cứ liên hệ với mình. Còn mình bán hàng qua Zalo thì có Zalo, anh em cứ mua hàng, nhận được hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Khi mua nhận được hàng xong không biết là lắp đặt, gọi điện trực tiếp cho mình sẽ gọi lại video cho anh em để mình hướng dẫn anh em dùng và cách sử dụng. Đấy. Mình sẽ test qua cho anh em thấy lại con Samut này nó mạnh cỡ nào. Ở đây mình sử dụng một bóng 1000W nhé. Đây, ở đây một bóng 1000W này, và một bóng không biết cái dàn này nó còn mấy con bóng nữa, mình hôm trước mình test nó cháy hết bóng. Đấy, nên là mình quay video này để anh em hiểu được. Từ đầu năm đến giờ mình bán là có qua Tết chưa được lâu nhưng mà mình đã bán được khoảng 450 con Samut này rồi. Đấy. Bán rất là chạy luôn, anh em dùng xong anh em lại giới thiệu cho người khác. Đấy, rất là thích. Có những anh em mua cái con này về bảo là trước anh đang đánh kích cơ cũng khá khỏe, nhưng mà kích cơ ấy nó chỉ là đánh nông thôi, còn về đánh cá trắng hay là đánh sâu nhá, nó bật cá không bao giờ bằng con điện tử. Những anh em mua cái con máy Samut 88B này rồi về là bảo mình là bây giờ anh vứt cái kích cơ đi rồi đấy. Nhưng mà con này có một
Nhược điểm là nó rất là kén nước. Khi đánh nước tạp chất nhiều thì nó có thể nó ngắt máy để nó bảo vệ máy, nó có những cái chế độ bảo vệ máy, ví dụ anh em ấn cò quá lâu 20 giây hay là bao nhiêu giây chẳng hạn, quá 20 giây là nó sẽ ngắt máy. Đấy. Ví dụ một cái dàn phét này nó nóng lên nhá. Nó cũng cái bom MCU này nó cũng sẽ xử lý và nó sẽ ngắt ngắt không cho cái này hoạt động nữa để nó bảo vệ cái dàn phét của anh em không bị cháy hết, ví dụ vậy chẳng hạn. Nó rất là an toàn và hiệu quả. Đấy, mình sẽ test qua cho anh em thấy này. Về máy này. Đây. Quay cái này sang chút. Đấy, quay đây. Ở đằng trước của máy này, máy sẽ đi kèm có một cò bóp. Mình ở đây mình không sử dụng cò bóp, mình dùng cái dây này cho nó tiện, cho nó dễ. Đấy. Thì ở đằng trước nó sẽ báo đồng hồ báo vôn này, 13,9V này. Đấy, mình đang sử dụng pin lithium mình test. Đây là núm chỉnh tần số chiết áp B10K. Tần số cao ở đây nó ghi 1200 nhưng mà thường có số 0 nhá, chỉ có 120 Hz thôi. Đấy, còn Bắp sung này, đấy. S100 này, đấy. Thì đây, mình sẽ bắt đầu test này. Tần số mình test từ tần số thấp thấp nhất này cho anh em nghe tiếng máy này. Đấy. Đấy, đang kéo tải cả bóng 1000W nha. Đấy, máy kêu rất đẹp, bắt đầu mình chỉnh tần số lên bao sung này. Anh em nào đánh ra trơn này. Đây, ra trơn sẽ chỉnh như này, ép bằng 100. Đấy, ra trơn. Đánh cá ra trơn. Đấy, quá 20 giây là sẽ ngắt máy. Đấy. Khi mình đánh rô phi này, đánh rô phi nhá. Con này đánh rô phi chỉnh tần số này. 106 hoặc 105, 110 đổ lại không cần đánh mắc. Đấy, tiếng máy kêu rất là đành. Bám sung anh em cho khoảng tầm từ 3 trong khoảng từ 30 đến 40 đổ lại thôi nhá. Như mình đi đánh thì mình cho tầm khoảng 35. Đấy. Đấy. Đây, cái tải bóng. Bóng 1000W sáng quắc. Hai bóng 200 nữa. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ quay sát để anh em nghe tiếng máy này. Nghe tiếng máy của nó nhá. Đấy, đây. Đấy. Kêu rất là đanh luôn. Quá 20 giây sẽ ngắt. Đấy, nó ngắt rồi nhá. Nó ngắt và nó sẽ báo lỗi E15 tại vì mình bấm quá lâu. Đấy. Khi nhả ra mình lại bấm lại là được. Đấy, ok. Anh em làm chập vợt nhiều ấy thì nó sẽ hay bị chết cái SCR, nhưng mà thay rất là dễ và rất là rẻ. Mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn anh em thay, hoặc là anh em gửi về cho mình sẽ thay được nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn anh em chọn một con máy kích ngon và đỡ phải bỏ tiền nhiều ra để mua máy kích nhiều lần, không bị người khác lừa. Đấy, khi anh em xem video người ta quảng cáo ấy, anh em nhớ xem rõ là người ta có quay cái máy của người ta không. Người ta không quay cái máy hay là ấy là người ta sẽ ghép video, anh em rất dễ bị lừa. Đấy, anh em nên chọn những cái cơ sở uy tín mua thì mình lúc bảo hành hay làm sao nó đỡ tức. Đấy. Còn anh em nào có nhu cầu mua máy liên hệ với mình qua số điện thoại 0969 449 392, kết bạn Zalo với mình nhé. Rồi, xin chào tất cả anh em, mình sẽ kết thúc video ở đây nhé.